Xin chào các bạn. Thì các bạn hôm nay mình buổi sáng đi qua, thường lệ là đi qua cái cửa hàng bán đồ thực phẩm và mua một chút đồ để ăn sáng. Nhưng mà mình ngó qua cái chỗ dàn bán báo thì mình lại thấy có một cái thông tin nó rất là hay mà mình muốn chia sẻ. Đấy, nhưng mà bởi vì là mình rất là lười khi mà phải viết lên bàn phím xong là dịch sang tiếng Việt xong là lại add lên Facebook thì lại rất là lười. Nên là mình đã nhảy ra một cái suy nghĩ là tại sao không quay những cái video như thế này, những cái video mà các bạn có thể theo dõi mình phân tích vài cái bài viết trong báo của Séc về xã hội Séc, tình hình kinh tế và chính trị vân vân. Thế tại sao lại không như vậy cho nó nhanh hơn, ngắn hơn, gọn hơn? Mình qua những cái video này sẽ rất là nhiều tập và có thể là rất thường xuyên, thì mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn xem là tại Séc có bao nhiêu tờ báo, thuộc về ai và họ viết về những cái gì. Thì thực ra là chúng ta có thể dần dần làm quen với các cái tờ báo mà được đọc nhiều nhất tại Cộng hòa Séc. Hôm nay thì mình đã chọn cái tờ báo Dnes, Mladá fronta Dnes. Đây là tờ báo được in từ năm 1990, cũng rất là lâu rồi, và bây giờ là hàng ngày bán tầm được 150.000 tờ báo hàng ngày, có nghĩa là báo ra từ thứ hai đến thứ bảy, nghỉ mỗi là chủ nhật thôi. Thì trong cái tờ báo này, tại sao mình mua, nó có một cái bài viết về cái luật mới, tức là cái luật mà nếu mà ai đó có cửa hàng rộng trên 200 m² thì sẽ phải đóng cửa vào trong 7 ngày lễ và không được bán. Thì cái luật này thì mình thấy là quan tâm đến, tại vì cũng rất là nhiều người trong cộng đồng có cửa hàng có thể nói là rộng hơn 200 m², thì cái đấy rất là ảnh hưởng, tại vì trong 7 ngày lễ trong năm sẽ phải đóng cửa. Vậy hôm nay chúng ta sẽ thử xem bài báo viết được gì, rất là ngắn, và mình đã khoanh lại những cái thông tin quan trọng nhất. Đây là cái luật bổ sung mà Thượng viện đã duyệt, và bây giờ chỉ có chờ Tổng thống ký nữa thì cái luật này sẽ có hiệu lực. Cái luật này là dành cho những cái người có 200 m² trở lên, cửa hàng hơn 200 m², hoặc là những cái siêu thị lớn. Thì tại sao nó lại là 200 m² chứ không phải là một cái số đo khác? Thì các thượng sĩ lại nói một câu là chúng tôi thấy ở Pháp có cái luật như thế này, 200 m², chúng tôi cũng làm theo như vậy. Nên là cái này mình rất là khó hiểu. Cái quan trọng hơn là ở đây là tại sao. Cái lý do mà họ nêu ra cái ngày bắt buộc nghỉ cho các cái siêu thị hoặc cửa hàng trên 200 m² ở đây là họ muốn những cái người làm việc trong siêu thị và làm việc ở trong các cái cửa hàng lớn như vậy có được ngày nghỉ quan trọng nhất trong năm, tức là những cái ngày nghỉ đấy nó liên quan đến văn hóa và phong tục của họ, tức là 7 ngày cơ bản nhất. Thì ở trên báo này cũng viết ra, đề ra 7 ngày đó là ngày gì. Chúng ta hãy xem. Nếu mà các bạn có thể là nhìn rõ ở đây thì 7 ngày nghỉ mà các cửa hàng trên 200 m² phải đóng cửa, đó là ngày mùng 1 tháng 1, là ngày năm mới. Sau đó là lễ Phục sinh, Velikonoce. Cái đấy thì nó lại không cố định ngày, nhưng mà nó là trong cái tháng 4 gì đó. Ngày mùng 8 tháng 5, 28 tháng 9, 28 tháng 10, 24 tháng 12, ngày Giáng sinh, 25 tháng 12 cũng là vẫn là Giáng sinh, và 26 tháng 12 cũng là ngày Giáng sinh. Thế tức là những cái ngày này mà ai mà có cửa hàng trên 200 m² là phải đóng cửa. Nên là các bạn hãy cầm, nếu mà nghi là cái cửa hàng của mình nó hơn 200 m² thì bây giờ hãy cầm thước và thử đo xem là cái diện tích bán hàng của mình nó như thế nào. Các bạn cũng phải biết là không phải là mỗi Cộng hòa Séc lại áp dụng cái luật này. Thực ra cái luật này được áp dụng vài nước xung quanh, có nghĩa là xung quanh Cộng hòa Séc, như là Slovenia, sau đó là Ba Lan, Áo và Đức. Thì ở Đức là có một cái đặc biệt hơn là các cái ngày chủ nhật cũng phải đóng cửa, chứ không nói gì là ngoài cái 10 ngày ở lễ của họ, mà cả các chủ nhật hàng tuần cũng đều phải đóng cửa. Cũng hay phết. Nên là những cái cửa hàng nhỏ thì sẽ chuẩn bị tinh thần là suốt 7 ngày trong
Xúc 7 ngày lễ trong năm, như thế là cái chắc rồi. Và cái vấn đề thứ hai mà mình quan tâm đến đó là cái bài này. Đây là cái bài viết về một cuộc khảo sát do những cái tổ chức chống tội phạm và ma túy đã làm. Đó là họ đã qua cuộc khảo sát thì họ đã nhận thấy rằng là 1/3, tức là cứ một học sinh, một trong ba học sinh phổ thông trung học 14, 15, 16 tuổi đã ít nhất một lần đã thử hút cần sa. Nên là cái kết quả của cái cuộc khảo sát này đã bắt buộc nhà nước phải đưa ra một cái chiến dịch chống ma túy ở trong các cái trường phổ thông trung học. Đây là một cái vấn đề rất là gay gắt. Thực ra là nếu mà con em chúng ta thì chưa biết là thế nào, nhưng mà con em người Séc thì khi mà vào mua một cái điếu thuốc lá thì rất là dễ. Xong rồi bây giờ lại mua một cái gói cần sa để cho vào hút thì nó lại càng dễ, tại vì ở trong lời khai của các em thì các em đều nói ra là cứ có một cái người bạn nào đó quen biết người bán đấy thì cả lớp có thể mua được, hoặc là đi nhảy discotheca, các cái sàn nhảy thì cũng có thể mua được, hoặc là ít nhất là nửa số học sinh của lớp 9 đã thử hút cần sa, chứ không phải là 1/3 trong các cái tổng số đấy, nhưng mà một nửa số các em học lớp 9 thì chắc đấy tầm 15, 16 tuổi là cùng đã thử hút rồi. Có nghĩa là cái cần sa đấy nó mua dễ dàng đến mức nào. Như vậy thì nhà nước sẽ tăng cường có những cái biện pháp ở trong các cái trường học này, các cái môi trường này để ngăn chặn cái việc sử dụng ma túy so với các em. Ở đây thì nhà nước cũng đưa ra một con số là trong vòng năm nay sẽ đầu tư hoặc là chi ra 146 triệu Kuron vào năm 2018, thì đến tận 209 triệu Kuron cái tiền để đưa vào các cái việc cần thiết làm để chống ma túy, tức là mở cả những cái văn phòng tư vấn cho các em ở các vùng, các địa phương tư vấn tại sao không nên hút thuốc, không nên bia rượu, không không nên chơi ma túy, vân vân và vân vân. Nên là cái việc này cũng hơi bị gay gắt nếu mà chúng ta đang suy nghĩ về con em của chúng ta đang chơi với trong cái môi trường của các cái đứa trẻ này. Vậy như thế ngày hôm nay chỉ có những cái bài báo đấy là quan trọng nhất tại Cộng hòa Séc đã xảy ra những cái gì, và nếu mà có những cái bài báo nào hay nào nữa thì mình sẽ sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng mua báo và chia sẻ với các bạn để cho chúng ta biết được là trong báo chí của Séc viết cái gì và chúng ta nên quan tâm cái gì. Xin chào các bạn và hẹn lại sau.